Chào mừng các cậu đã quay trở lại với Way to Wear Cartoon. Đối với những ai đã xem và yêu thích loạt phim về Ben 10, thì chắc hẳn cái tên Trumpcaster đã trở nên không hề xa lạ nữa. Nếu các cậu đã quên hay là còn chưa biết nhiều về cô nàng, thì có lẽ video ngày hôm nay sẽ là một công cụ tuyệt vời giúp các cậu nắm được đôi điều về Trumpcaster. Lưu ý rằng những thông tin mà tớ nêu ra dưới đây đều dựa trên phim kết hợp với sự hiểu biết của cá nhân tớ. Nên nếu các cậu muốn góp ý thêm điều gì thì hãy cứ để lại bình luận phía bên dưới để chúng mình cùng được biết. Còn bây giờ thì video xin được phép bắt đầu. Let's go! Một, những thông tin cơ bản. Tuy là một trong những nhân vật phản diện dài nhất trong loạt phim Ben 10, nhiều bạn vẫn không hề có bất kỳ ấn tượng nào, hay thậm chí là chẳng hề biết Trumpcaster có tên thật là Hope, một cái tên có vẻ khá là bánh bèo yếu đuối so với cô nàng. Trumpcaster cùng với người chú của mình, Hex, đã được Dwayne McDuffie tiết lộ rằng là con người tới từ thế giới Liên Triều. Họ đến trái đất để cư trú sau sự kiện ở quê nhà, Legend Domain, và tớ sẽ đề cập kỹ hơn về điều này ở đoạn sau của video. Trong Ben 10 Original, Trumpcaster xuất hiện lần đầu trong tập Torchlock. Với mái tóc màu bạc buộc đuôi ngựa, trang phục với tông màu chủ đạo là tím cùng chiếc túi đeo bên hông đã trở thành thương hiệu của cô nàng. Lúc này, cô ấy được cho là ở độ tuổi thanh thiếu niên. Trong Ben 10 Omniverse, Trumpcaster đã được nhà sản xuất cho quay trở lại với ngoại hình này, nhưng có nhiều chi tiết thay đổi như phần đuôi áo bị cắt bỏ, thay đổi trang điểm và trang phục cũng được nhấn nhá, thêm thắt một số chi tiết mới. Để nhắc đến sự đột phá trong tạo hình của Trumpcaster thì có lẽ phải đặc biệt kể tới Ben 10 Alien Force và Ben 10 Ultimate Aliens. Ở giai đoạn này, cô ấy đang khoảng 20 tuổi và chắc chắn khán giả nào khi trông thấy cũng phải thốt lên wow vì sự lột xác quyến rũ của cô nàng. So với cô nhóc tuổi teen ở bản original thì thật đúng như là trend Việt hóa thiên Nga từng hot một thời phải không các cậu? Tuy nhiên thì người đẹp đâu nào dành cho chúng ta khi có thông tin cho rằng cô nàng sẽ kết hôn với Hobble trong một tương lai nào đó. Hai, đối thủ nặng ký Wayne Tennyson. Chúng ta vẫn thường thấy các nhân vật phản diện hướng mục tiêu của mình vào nhân vật chính, song sự đối địch của Trumpcaster lại hướng về phía Wayne nhiều hơn do sự tương đồng của họ về tài năng ma thuật, sự đố kỵ và có lẽ còn do sự cố trộm sách đã xảy ra trong Ben 10 Original. Chính Trump đã nói rằng cô nàng đã dành cả cuộc đời để học tập và trở thành một pháp sư tối thượng, song Wayne bỗng từ đâu xuất hiện, trộm sách của cô và trở nên ao trình cô ấy. Tương tự như Wayne, Trumpcaster cũng có khả năng điều khiển mana. Tuy nhiên, cô ấy không thuộc tộc Enodai và mana của cô ấy trông cũng đặc màu và hỗn loạn hơn so với Gwen. Bên cạnh đó, Trumpcaster còn thể hiện tài năng của mình trong lĩnh vực phép thuật với khả năng thực hiện câu thần chú từ đơn giản cho đến hùng mạnh. Ví dụ như phép đổi hồn đã hoán đổi cô ấy với Gwen trong tập A Chain of Fate hay nghi thức hồi sinh mà cô ấy đã sử dụng để hồi sinh cha mình trong Ben 10 Ultimate Alien. Thậm chí, cô ả còn có thể biến thành rồng. Giống cô nàng nào đó trong dàn Descendants của Disney nhỉ các cậu. Không chỉ có mana và thần chú, Trumpcaster còn có những trang bị khác đồng hành. Đầu tiên là chiếc túi thần kỳ giúp cô ấy chứa các tạo tác ma thuật cũng như chiến lợi phẩm của mình. Điển hình là các quái vật đá, các loại ma thuật hay thậm chí là cả hoa. Thứ hai là cây quyền trượng Staff of Age, thứ chỉ được dùng bởi các pháp sư hùng mạnh theo như lời của Hex. Ấy vậy mà Trumpcaster đã dùng được nó từ khi 20 tuổi và Wayne thì dùng được từ năm 10 tuổi. Tội nghiệp ông chú nào đó mất tận nửa thế kỷ để làm quen với món đồ này. Và cuối cùng thì dàn trang bị của Trump không thể không kể đến Alpha Rune, thứ khiến cô ả trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Còn quyển sách thần chú thì bị trôm rồi, nên là mình cũng sẽ không nói đến nữa. Để đặt lên bàn cân so sánh, Wayne có lẽ sẽ áp đảo Trumpcaster về sức mạnh bản năng khi cô nàng là một Enodai quyền năng và cũng rất nhanh chóng, thích nghi với những thứ liên quan đến phép thuật nhờ trí thông minh sẵn có. Ngược lại, Trumpcaster vẫn là một pháp sư hùng mạnh, thậm chí là bậc nhất với sự am hiểu về đủ loại ma thuật, sự hỗ trợ từ các món đồ ma thuật và mưu mô. Điểm yếu chí mạng của cô nàng có lẽ chính là phản xạ thiếu nhanh nhạy, dẫn đến việc thất thế và cũng dễ bị ảnh hưởng bởi những thứ liên quan đến ma thuật. 3. Sự giằng xé giữa thiện và ác. Nói là kẻ thù, nhưng nhìn chung thì Trumpcaster cũng chẳng khác Kevin là mấy, bởi nếu như Kevin được xây dựng từ một nhân vật tương phản với Ben và bị giằng xé giữa thiện và ác thì Trumpcaster cũng như vậy, nhưng mà với Gwen, họ cũng đã có lần hợp tác ăn ý và hoàn toàn có thể trở thành bạn tốt của nhau nếu muốn. Điển hình là lần phối hợp chiến đấu ở quê nhà Legend Domain của Trump trong Ben 10 Ultimate Alien. Cũng nhờ sự kiện này, chúng ta phần nào hình dung được nguyên nhân Trumpcaster lại khao khát quyền năng và xấu tính như vậy. Theo lời kể, quê nhà của Trumpcaster, Yawatarship hay cũng chính là Legend Domain, đã bị Adwedia tấn công
hòng cướp lấy Alpha Rune, một trong bốn mảnh ghép của Map of Infinity, và cũng là một món đồ phép thuật uy lực. Cha của Trump, Spellbinder, là một pháp sư hùng mạnh đã đưa con gái mình cùng Hex trốn thoát đến trái đất và cùng cư dân nơi đây chiến đấu. Thật không may, ông đã thất bại và bị Edward sát hại. Các hành động phản diện của Trump Caster vốn dĩ là để tích lũy quyền năng, để quay trở về báo thù cho quê hương và nhờ sự giúp sức của Gwen, Ben và Kevin, cô đã thành công. Ấy vậy mà không như Kevin hay ông chú của mình, Trump Caster không quay xe để tâm hướng thiện mà lại chứng nào tật nấy sau khi cai trị Letterman một thời gian. Cô nàng đã hiến tế rất nhiều linh hồn hòng hồi sinh cha của mình, trong đó bao gồm cả linh hồn của Ben, Kevin và Gwen khi họ quay trở lại để ngăn cản âm mưu điên rồ này. Cha của Trump đã hồi sinh nhưng ông chẳng hề bằng lòng với điều mà con gái mình đã làm. Dù rất yêu cô nhưng ông vẫn chọn đảo chiều phép thuật để trả lại các linh hồn đã bị đánh cắp, bỏ lại Trump Caster oà khóc nức nở và mất đi mục đích sống. Đáng buồn hơn là sau đó, cô ấy còn dính phải tên fuckboy Darkstar khi bị hắn lợi dụng để cuối cùng phải tống cổ hắn khỏi Letterman. Mặc dù nhiều lần thể hiện phần lương thiện trong mình, như khi sử dụng ma thuật trong lúc đóng giả làm Calorine để cứu một cô bé thoát khỏi xe bị tông, song Trump Caster vẫn show ra sự xấu xa nhiều hơn với sự thù hận, tham vọng, đố kỵ và tàn nhẫn. Trong Ben 10 Omniverse, cô ả thậm chí đã lần lượt hạ gục 5 pháp sư hùng mạnh nhất là Gwen, Hex, Edward, Darkstar và Bezel, biến họ thành vật tổ để chứng minh mình là pháp sư hùng mạnh nhất. 4. Trump Caster trong Ben 10 Reboot. Xinh đẹp, mạnh mẽ và tham vọng là thế, nhưng trong bản Reboot, Trump Caster đã bị nhà sản xuất đập đi xây lại gần như là tất cả, nhìn chung là khá là lập dị cả trong lẫn ngoài. Về mặt ngoại hình, cô nàng chỉ còn được giữ lại màu tóc, trang phục tông tím đặc trưng và mối thù sâu đậm với Gwen. Không còn là Hope, Trump Caster bây giờ là Heather, một cô gái từ rụt rè, mọt sách, quay ngoắt 180 độ, trở thành emo girl. Nhìn ngoại hình của Trump Caster lúc này, chẳng khác gì một cô nhóc cấp 2 cầm Death Note vậy. Trong phiên bản Reboot, Trump Caster cũng có sự khai thác khác biệt hẳn so với những phiên bản trước và theo cảm nhận của cá nhân tớ, nó cũng khá mới lạ, nhưng mà lại làm mất đi cái chất mà cô nàng đã được xây dựng từ trước bởi những người tiền nhiệm. Thay vì có những ràng buộc với quê hương và tham vọng trở thành pháp sư tối thượng, Trump Caster bây giờ là cô gái bị Darkstar lợi dụng và luôn nhạy cảm với phiên bản yếu đuối trước kia của bản thân. Mối thù với Gwen của cô nàng cũng không còn đem lại cảm giác ganh đua, đố kỵ, đúng chất như trước nữa, mà dường như chỉ là sự cay cú trẻ con mà thôi. Nếu so sánh với Trump Caster đầy tự tin, độc lập và đầy các thành tựu hiển hách trong phiên bản trước, thì quả thực phiên bản Reboot của cô nàng đã khiến cho tớ khá là hụt hẫng, nhưng mà biết làm thế nào được bây giờ. Như vậy là vừa rồi, chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu đôi điều về cô nàng Trump Caster, cũng chính là nhân vật yêu thích nhất của tớ trong loạt phim Ben 10. Còn các cậu thì sao? Các cậu có cảm nhận như thế nào về cô nàng này? Hãy chia sẻ với chúng tớ bằng cách để lại bình luận phía bên dưới nhé. Hy vọng là các cậu sẽ yêu thích video ngày hôm nay và tiếp tục ủng hộ các sản phẩm tiếp theo của Way2Way Cartoon. Còn bây giờ thì Way2Way out.